Đoạn phim đầu tiên ngày hôm nay được quay lại ở Guatemala thuộc Trung Mỹ vào năm 2023 vừa qua bởi một cặp vợ chồng khi họ đi xe máy ngang qua trung tâm thủ đô thành phố. Theo như người chồng cho biết, vợ của anh ta ngồi ở ghế sau đã dùng điện thoại để quay phim lại khung cảnh nhộn nhịp của thành phố khi về đêm. Nhưng trong một khoảnh khắc bất chợt, cô ta đã vô tình quay được một điều huyền bí mà bản thân mình cũng không ngờ được. Nhiều cư dân mạng sau khi xem qua đoạn clip này đã để lại bình luận rằng đoạn đường mà hai vợ chồng vừa chạy qua được đặt tên là Atanasio. Đây cũng chính là đoạn đường thường xảy ra nhiều tai nạn nhất ở thành phố Guatemala, nếu không muốn nói là 90% các vụ tai nạn đều dẫn đến tử vong. Và đoạn phim mà hai vợ chồng quay lại tại đây đã cho chúng ta biết một điều chắc chắn rằng những người chết bờ, chết bụi, chết trên đường thì linh hồn của họ sẽ bị lạc lối rồi trở thành cô hồn ngạ quỷ đi lang thang ở khắp nơi. Bạn nghĩ sao về đoạn phim này? Đoạn phim này được quay lại ở Caracas tại Venezuela bởi một người dùng TikTok có tên là Milibo. Chàng thanh niên này nói rằng anh ta nhìn qua cửa sổ nhà mình và vô tình phát hiện thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ trắng kỳ lạ trên ban công tòa nhà đối diện. Đồng thời lúc đó anh ta cũng nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt thều thào phát ra ở đâu đó. Anh chàng cho rằng đó có thể là La Llorona, một nữ quỷ trong truyền thuyết của đất nước này. Theo đó, La Llorona là một ma nữ lang thang và rất hay khóc lóc trong u sầu. Theo truyền miệng thì ma nữ này khi còn sống đã trải qua một nỗi đau vô tận khi mất con vì bị người dân xung quanh hất hủi. Từ đó thù hận, bà ta đã tự sát cùng với con của mình. Nhưng trước khi chết, người phụ nữ này đã đặt ra lời nguyện là sẽ theo ám đời đời kiếp kiếp khiến người dân làng chết trong đau đớn và tuyệt vọng. Tưởng chừng đây chỉ là câu chuyện bịa đặt của người xưa để hù dọa trẻ con. Nhưng ở một vài nơi tại đất nước này, nhiều người xác thực rằng họ đã phát hiện ra hồn ma của La Llorona. Và đoạn phim mà chúng ta đang xem là một trong số đó. Theo như video thì ma nữ đứng ở trên ban công được một lúc rồi từ từ bước vào trong tòa nhà. Tuy nhiên lại có bóng xuất hiện dưới chân của ma nữ này, khiến cho nhiều người xem tin rằng đây chỉ là lừa đảo hoặc có ai đó đã đóng giả ma nữ nhằm hù dọa một ai đó. Như thường lệ, điều này là thật hay giả? Câu trả lời do bạn quyết định. Ay, no puedo, me da mucho miedo, amor. Đoạn phim này được quay lại tại thị trấn Curacaví ở miền trung Chile bởi một người dân sống ở gần đó có tên là Nico. Theo như Nico kể lại thì vào một buổi tối của tháng 5 năm 2024 vừa qua, trong khi đang từ trong nhà bước ra sân để ngồi uống trà như mọi khi, thì Nico hoảng hốt khi phát hiện thấy một khuôn mặt ma quái xuất hiện trên bầu trời đêm và có vẻ như nó đang nhìn về phía của anh ta rồi mỉm cười. Sau đó khuôn mặt của nó biến mất không dấu vết. Ngay sau khi chứng kiến điều kinh khủng này, Nico đã gọi điện cho bà ngoại và cho bà ta xem hết đoạn phim này. Thì bà ngoại của Nico đã rất lo sợ vì theo như điều này thì có vẻ một tai nạn khủng khiếp nào đó sẽ xảy ra với Nico trong thời gian gần nhất. Vì vậy họ đã tìm đến một nhà ngoại cảm với hy vọng rằng sẽ giúp anh ta phá giải xui xẻo này. Vậy theo như các bạn, những gì mà bà ngoại của Nico nói đến có phải là mê tín hay không? Và khuôn mặt ma quái xuất hiện trên bầu trời đêm là gì vậy? Vào ngày 1 tháng 5 năm 2024 vừa qua, một người dùng TikTok đến từ Mexico có tên là Maria đã đăng tải một video khá rùng rợn về khách sạn ở vùng ngoại ô Mexico. Theo chính chủ thì cô ta là quản lý của khu khách sạn nghỉ dưỡng có tên là Huchibet và đoạn phim này được cô ta vô tình quay lại trong khi đang đi giải quyết một số vấn đề phàn nàn đến từ các khách hàng khó tính. Trong đoạn mô tả cô ta có viết như sau: "Đây là cuộc sống thường ngày của chúng tôi. Nếu cảm thấy hài lòng, các bạn có thể mời chúng tôi một tách cà phê mà." Bên cạnh đó, trong tài khoản của cô gái này cũng đăng tải nhiều đoạn video khác nhau, bao gồm cả giới thiệu về khách sạn cũng như các chương trình khuyến mãi mới nhất tại đây. Kèm theo đó là các sự kiện do khách sạn tổ chức, những công việc thường ngày của các nhân viên tại đây cũng như những sự bừa bộn mà các khách hàng để lại sau khi trả phòng. Nhưng vào ngày 1 tháng 5 vừa qua, cô ta bắt đầu đăng tải một đoạn phim được cho là siêu nhiên đã xảy ra trong khách sạn. Theo đó, cô ta được nhân viên báo rằng có người đang ở tại phòng số 30 của khách sạn. Tuy nhiên, theo danh sách các phòng thì không có ai thuê phòng 30 cả và dĩ nhiên sẽ không có ai ở trong đó. Nhưng người nhân viên này khẳng định rằng chính mắt của cô ta đã nhìn thấy bóng dáng của ai đó đang đi lại bên trong. Chính vì vậy, Maria đã quyết định đi kiểm tra căn phòng này. Irma me dijo que se veía una persona en la habitación 30.
Y le dije, no, y me dice, está ocupada. Le digo, no, no la, se desocupó en la mañana y no hay nadie. Yo misma fui a ventilar esa habitación. Y ahorita que voy pasando por acá, me doy cuenta que si es cierto, se ve una, se ve como que si estuviera, alguien se estuviera asomando en la ventana. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué hay ahí, pero se supone que no hay nada. Y sigue ahí viéndose. Aquí más cerquita, sí, miren, ahí se ve, se alcanza a ver una cara, unos ojos. Vamos a ver, a esa habitación. Estamos subiendo las escaleras porque este, desde ahí es donde estábamos viendo que se veía. Aquí ya no se ve nada, a lo mejor por el reflejo de la luz. Y vamos a ver en la habitación. Aquí está la cama, porque esta es una habitación pequeña. Aquí pues no se ve nada. Y aquí está la tele, donde está, donde estábamos, donde se supone que se veía, pero no se ve nada. No entiendo qué, por qué está ahí. ¡Ah! Từ tầng dưới nhìn lên, quả thật có thể nhìn thấy một khuôn mặt nhợt nhạt đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuy nhiên khi Maria kiểm tra căn phòng này thì lại không thấy ai cả. Vậy theo bạn đó là gì? Liệu đó có phải là sự phản xạ của ánh sáng hay không? A lo mejor por el reflejo de la luz. Y vamos a ver en la habitación. Aquí está la cama, porque esta es una habitación pequeña. Aquí pues no se ve nada. Y aquí está la tele, donde está, donde estábamos, donde se supone que se veía, pero no se ve nada. No entiendo qué, por qué está ahí. ¡Ah! Đầu phim này chúng ta sẽ cùng đến với một kênh YouTube có hơn 1 triệu người đăng ký có tên là The Beach House. Đây là kênh được xây dựng xung quanh về chủ đề gia đình. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua, chủ thớt lại bắt đầu đăng tải một video kỳ lạ về vấn đề tâm linh với tựa đề mà là có thật và chúng tôi đã vô tình quay được nó. Trong video, đôi vợ chồng YouTuber này đã đi đến một ngôi nhà hoang được cho là bị ma ám. Trong lúc đang đi lòng vòng để quay phim, kiểu như đi kiểm tra xung quanh ngôi nhà, thì điện thoại của họ đã vô tình quay được một người phụ nữ trong suốt xuất hiện trong gương. Do you feel weird, Becca? I actually do feel kind of weird in this room. Yeah? It's that we know what happened here, and it's we true. Know the story behind it, and overall, I think it's just pretty creepy. Đôi vợ chồng này khẳng định đây chính là ma thật, nhưng hầu hết cư dân mạng đều không tin vào điều này. Theo đó, câu chuyện đau lòng mà họ nhắc đến trong video, đó chính là tại căn phòng này, một cô gái ở độ tuổi khoảng chừng từ 18 đến 20 đã treo cổ tự tử trong nỗi ức hận vì bị người bố dượng hãm hiếp. Như tất cả chúng ta đều biết, con người khi chết trong nỗi ô nhục và thù hận thì dĩ nhiên linh hồn của người đó sẽ rất khó siêu thoát và đoạn phim này chính là bằng chứng. Chúng ta sẽ cùng đề cập đến một đoạn phim mà khi xem qua sẽ tạo cho các bạn một cảm giác rùng mình khó tả. Đó là những người thích sống như một khuôn mặt khác, hay nói đúng hơn là họ thích đeo mặt nạ để trở thành một người khác. Và có thể nói đây là một chứng bệnh hơn là sở thích. Có thể các bạn đã xem qua những đoạn phim này. Đây là phim về một người đàn ông có tên là Ridham, một nhân viên tạo mặt nạ cho điện ảnh. Hắn ta đã từng bị bắt về tội quấy rối tình dục với những bé gái vị thành niên. Tuy nhiên vì không có đủ bằng chứng thuyết phục nên hắn ta đã được chẳng án. Tuy vậy, với hành vi biến thái của mình và những tư tưởng đồi bại đang sâu vào tâm trí, nên hắn ta có một niềm khao khát mãnh liệt với những đối tượng là bé gái vị thành niên ở độ tuổi từ 10 đến 15.
Bằng chứng là hắn ta đang sở hữu một bộ sưu tập gồm những khuôn mặt silicon về những bé gái vị thành niên trong nhà của mình. Khung cảnh mà các bạn đang thấy chỉ là nơi mà hắn ta đang làm việc tại phim trường. Betty, đây là nickname của cô gái có căn bệnh thích đeo mặt nạ. Bất cứ làm gì hay đi đâu, Betty luôn biến mình thành một người khác. Nhưng điều đáng nói là cô ta hóa trang rất tỉ mỉ, đến nỗi không ai biết cô ta đang dùng mặt nạ. Trong một chương trình về những người bí ẩn ngoài đời thật, một nhà đài đã mời Betty đến để chia sẻ về sở thích cũng như cuộc sống đời tư của cô ta. Trong buổi phát sóng, Betty đã hóa trang thành cô gái mà chúng ta đã thấy, khiến cho nhà đài rất hoang mang, không biết Betty là ai trong số các khán giả đã có mặt ở đây. Cuối cùng cô ta đã lộ diện và nói rằng cô ta muốn mình là một người khác vì đơn giản là cô ta không thích con người của mình bây giờ. Jonathan cũng là một bệnh nhân tương tự cho sở thích này. Theo đó, cho là một người bình thường cho đến khi anh ta gặp phải một biến cố lớn nhất của đời mình vào năm 2015. Một tai nạn khủng khiếp đã khiến những khuôn mặt của anh bị biến dạng. Vì vậy, anh ta rất mặc cảm với mọi người xung quanh và có thể nói những khuôn mặt silicon này đã cứu sống cuộc đời của anh ta. Kelly Houghton, một diễn viên nghiệp dư, đồng thời cũng là một người có tên tuổi trong việc trang điểm cho các diễn viên chuyên nghiệp cùng ngành. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn ngắn với đài truyền hình địa phương TBC, Kelly nói rằng cô ta hoàn toàn không có bệnh và lý do vì sao cô ta thích đeo mặt nạ là vì cô ta muốn tránh mặt những người mà cô ta không thích trong đời. Tính cho đến bây giờ, Kelly đã sử dụng hơn 50 khuôn mặt với những cái tên khác nhau. Và có thể nói sau cuộc phỏng vấn này, Kelly sẽ trở thành một người khác. Một tên tội phạm có tên là Siva, thủ lĩnh của một băng đảng ma túy khét tiếng tại Brazil, đã đeo mặt nạ silicon, đội tóc giả và ăn mặc giống con gái mình nhằm trốn thoát khỏi nhà tù nơi mà hắn ta bị giam giữ. Ý tưởng này được Siva nghĩ đến sau khi cô con gái 19 tuổi của hắn ta tới thăm. Tuy nhiên khi vừa ra khỏi nhà tù, hắn ta đã bị bắt ngay lập tức vì tài cải trang còn quá non nớt. Có thể nói đây là một đoạn phim tâm linh, nhưng đồng thời cũng là một trường hợp hài hước đến khó tin. Theo đó, đoạn phim này được xác nhận là chiết xuất lại từ máy camera an ninh trong nhà của gia đình Wilson, và cô gái mà chúng ta đang thấy là Elena cũng là người giúp việc trong gia đình này. Từ thông tin mà Thích Tám Chuyện tìm hiểu được thì cô gái Elena này được gia đình Wilson thuê hồi 3 tháng trước. Như chúng ta đều biết, với một người giúp việc thì ngoài việc lau dọn nấu nướng trong nhà, cô ta còn đảm nhiệm luôn việc giữ nhà khi mọi người đi vắng, và dĩ nhiên đây là khoảng thời gian tự do tự tại, muốn làm gì thì làm. Và với Elena cũng như vậy. Lúc này cô ta đang xem kênh chương trình yêu thích của mình, và có thể nói cô ta yêu chương trình này đến mức dù có chuyện gì xảy ra, dù có sợ ma cách mấy thì cô ta vẫn cứ coi. Có lẽ đến nỗi dù có chết cũng gán ngồi trước tivi mà xem. Cũng như ở nước Việt Nam chúng ta, toàn thế giới đang dần chuyển đổi từ việc chôn xác người thân đã mất sang mang đi thiêu. Có thể nói đây là một sự tất yếu theo thời gian vì đất đai không thể tự sinh ra. Nhưng ngược lại, dân số ngày càng đông theo từng ngày. Và theo lẽ tự nhiên, con người sẽ không có đất xây nhà thì lấy đâu ra mà chôn. Nhưng những ai có điều kiện ở đây, nhà mấy mẫu thì bỏ qua nhé. Và đoạn phim mà chúng ta đang xem được xác định là tại một nhà thiêu ở Pháp.
Nhưng điều đang nói ở đây là xác chết được mang đi thiêu là của một bệnh nhân nữ, và sau khi thiêu xong thì camera ở trước phòng đã vô tình quay được linh hồn của bà ta đi xuyên qua cửa để ra khỏi nhà thiêu xác. Có vẻ như linh hồn này đang vội đi đâu đó. Theo bạn, bà ta đang đi về nhà hay đang đi kiếm người nào đó? Và có thể nói video này được cộng đồng tâm linh tại Pháp xem là bằng chứng về sự tồn tại của con người sau khi mất. Vào năm 2016 vừa qua, ông Omar Marzullo, người Argentina, tuyên bố với thế giới rằng ông ta đã chụp được ảnh của Đức Mẹ Fatima. Địa điểm mà ông ta chụp bức hình này là tại Cochigo, thuộc Argentina. Tại thời điểm mà ông Marzullo quay lại đoạn phim này, thì có người thân, bạn bè và vài chục hành khách đang đi ngang qua đây cũng chứng kiến điều tương tự này. Theo đó, khoảng cách từ chỗ ông Marzullo đến cái cây nơi mà ông ta cho là Đức Mẹ Fatima đang ngồi nghỉ là khoảng chừng 700m. Sau khi quay xong đoạn phim này, ông Marzullo đã đăng tải lên mạng xã hội với dòng mô tả như sau. Ngồi ở đó là một người phụ nữ bí ẩn mặc áo dài màu trắng, đội khăn xếp màu trắng và có vẻ toàn thân bà ta đang phát ra ánh sáng dưới cái nắng chói chang của buổi trưa. Ông Marzullo còn nói thêm rằng, khi phát hiện ra cảnh tượng hiếm hoi này, ông đã ngay lập tức thay liền ống kính dài để quay phim cho rõ hơn. Ngoài ra thì chỗ ông ta quay phim còn có một khe núi sâu hàng chục mét rồi mới đến cái cây nơi mà Đức Mẹ Fatima đang ngồi nghỉ. Tuy nhiên với công nghệ hiện đại như ngày nay và những ống lens dài có thể dễ dàng giúp cho Marzullo quay được những hình ảnh rõ nét nhất đến như vậy. Ông Marzullo kiên quyết cho rằng đó chính là Đức Mẹ Fatima. Tuy nhiên giới truyền thông và các nhà thờ địa phương cũng như các cơ quan khoa học của Argentina lại thờ ơ với sự việc này, vì họ cho rằng rất có thể ông Marzullo đã chỉnh sửa đoạn phim. Vì trong thời đại ngày nay, với các công cụ phần mềm hỗ trợ nên việc chỉnh sửa là quá dễ dàng. Bức xúc với điều này, ông Marzullo đã thuê các chuyên gia về kỹ thuật phim ảnh nhằm xác minh đoạn phim này đã qua chỉnh sửa hay chưa. Thì kết quả là các chuyên gia khẳng định rằng đây là đoạn phim gốc chưa hề qua chỉnh sửa. Vậy rốt cuộc nhân vật bí ẩn trong đoạn phim có phải là Đức Mẹ Fatima hay là một nhân vật nào khác? Theo bạn, đó là ai? Đoạn phim sau đây được một YouTuber người Argentina có tên là Uber quay lại trong chuyến đi khám phá một nghĩa trang lâu đời tại Ubeno. Nghĩa trang này được xây dựng vào năm 1886. Nơi đây có nhiều ngôi mộ lớn là nơi chôn cất của những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử. Trong khi đi khám phá xung quanh thì họ vô tình phát hiện ra một ngôi mộ lớn đang được mở. Thế là tò mò, hai anh chàng của chúng ta đã tiến lại gần để quay lại chi tiết mọi thứ bên trong. Trong ngôi mộ này có nhiều quan tài được sắp xếp ngay ngắn thành hàng ở hai bên. Đây có thể là ngôi mộ tập thể của một gia đình nào đó. Hai anh chàng YouTube của chúng ta ở lại quay trong khoảng vài phút nhưng không hề phát hiện ra điều gì bất thường nên đã tìm đến chỗ khác. Sau khi trở về, họ đã đăng tải đoạn phim này lên YouTube. Khoảng vài phút sau, một số người xem đã bình luận rằng họ đã nhìn thấy một bàn tay ma quái xuất hiện trong ngôi mộ. Bạn nghĩ sao về đoạn phim này? Así que bueno, eso es Omar. No estoy seguro si es maldad, es una idea que se me cruzó por la cabeza, ¿viste? Pero es raro, se me hace raro. Así que bueno, chicos, si pueden compartir, no sé si se puede compartir vivo, como para que se suba más gente. Es raro esto, che. Pues está, es como un subsuelo. Sí, boludo. Sí. Una cripta. Terrible.
Dolphin này được một người phụ nữ có tên là Natalie quay lại tại một ngôi nhà cũ mà cô định mua lại. Được biết ngôi nhà này nằm ở phía bắc vùng Richmond thuộc Virginia, cách 45 phút lái xe. Ngôi nhà này trước đây từng là sở hữu của chú Natalie, nhưng sau khi ông ta mất, ngôi nhà bị đứa con bán đi, hiện đã qua khá nhiều đời chủ. Được biết chú của Natalie đã sống ở đây hơn 10 năm, sau đó ông ta đã gặp một biến cố không qua khỏi nên đã để lại tài sản cho con trai. Đứa con trai của ông ta cũng ở đây được vài tháng rồi cũng bán đi vì vấn đề kinh tế. Sau ngần ấy năm, ngôi nhà đã qua hơn 3 đời chủ và cho đến hiện tại lúc này nó đã bị bỏ hoang không ai ở. Đây là thời điểm mà Natalie quay lại với ý định mua lại căn nhà để ở sau khi công tác được chuyển về đây. Và những gì Natalie đã vô tình chứng kiến đã phần nào nói cho cô ta biết rằng có lẽ hồn ma của người chú của Natalie vẫn còn quanh quẩn tại đây. Đoạn phim này được một TikToker có tên là Fender quay lại tại một gốc cây mà anh ta đã phát hiện ra một hiện tượng tâm linh đáng sợ đã xảy ra vào đêm hôm trước. Và đây là ngày mà anh ta đã quay lại đoạn phim cho khán giả xem theo yêu cầu của họ. Fender cho rằng cũng tại chính địa điểm này vào đêm hôm trước, anh ta đã vô tình phát hiện thấy một cánh tay bí ẩn xuất hiện đằng sau thân cây. Tuy nhiên khi tiến lại gần thì không có ai ở đó. Mọi thứ diễn ra rất nhanh đến nỗi Fender không tin vào mắt mình cho đến khi xem lại đoạn phim này. Đoạn phim này được một người dùng TikTok có tên là Kano quay lại. Được biết trong thời gian gần đây, anh luôn cảm thấy rằng như có ai đó ở trong nhà của mình. Dù đã tìm kiếm đủ mọi nơi, đủ mọi ngóc ngách, nhưng anh không thấy có điều gì bất thường cả. Và đêm hôm nay cũng chính là lúc Kano đã quay được những điều đáng sợ nhất. No hay nada acá abajo.
được một người dùng TikTok có tên là Monisa quay lại về những hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra với đứa con trai đau lòng của cô ta tại một khu công viên gần nhà, nơi mà Monisa thường dẫn đứa bé đến chơi mỗi khi đi làm về. Và hãy xem chuyện gì đã xảy ra ở đây. Hi guys, I'm just giving an update on what happened to the phone. Well, I threw it away. I didn't think anything at the time of when I threw it away that I shouldn't have until I watched the video. After watching the video, it didn't sit right with me. It kind of gave me the creeps, actually. But there really is no story time. The phone was broken, the face was cracked, there was a battery on top of the face, like in the front of the face, but it was broken, so I threw it away. That's it, there's really no story time. He just played and I kept recording him, because that's what I do. I record all my kids when they're playing baseball, football, at the park. I'm that mom that records every minute and second of their lives. But that's it. Sau khi lấy được điện thoại, cậu bé luôn cầm nó trên tay và Monisa rất khó để có thể lấy lại chiếc điện thoại này. Mặc dù đã ném chiếc điện thoại đi, nhưng cuối cùng cô ta đã quyết định mang nó đến đồn cảnh sát gần đó. Đây là khoảnh khắc Robert rơi vào một trạng thái kỳ lạ, cậu bé như trở thành một con người khác. Robert đứng nhìn về một phía cố định, vài giây sau, cậu bé tiến về phía trước rồi liên tục đào và phát hiện thấy một chiếc điện thoại di động. Khi đưa điện thoại cho sở công an, thì Monisa được biết rằng đây là chiếc điện thoại của một nạn nhân đã bị giết trong một vụ trộm tài sản và chiếc điện thoại này đã vô tình quay được khuôn mặt của hung thủ trong đêm hôm đó. Chỉ 2 ngày sau, tên tội phạm đã bị giới điều tra bắt giữ và kết án tử hình. Đoạn phim này được một cô gái người Anh có tên là Jimberry quay lại và đăng tải lên tài khoản của cô ta. Theo như Jimberry chia sẻ, thì trong thời gian gần đây, cô và chồng vừa mua được một ngôi nhà ở khu vực phía tây thành phố Norwich. Được biết ngôi nhà này cũng khá cũ xưa, nhưng điều làm họ thích thú là nơi này có một cánh đồng cỏ trải dài với những hàng cây cao vút, không khí xung quanh rất thoáng đãng, kiến trúc nhà theo kiểu Trung cổ và đồ đạc bên trong cũng như vậy. Tuy nhiên, điều mà họ lại ít để ý nhất đó chính là lịch sử của nơi này. Được biết ngôi nhà này trước đây là của dòng họ Bagit và có thể nói ngôi nhà này đã qua khá nhiều thế hệ con cháu nhà Bagit. Tuy nhiên, đến năm 1953, một biến cố lớn đã xảy ra ở đây. Theo như thông tin có được, thì một vụ trộm cướp tài sản đã xảy ra và hệ lụy kéo theo là 4 người trong gia đình Bangit đã bị sát hại. Cũng kể từ đó, ngôi nhà này đã bị chính quyền địa phương thu hồi để điều tra vụ án. Mãi cho đến năm 1954, cảnh sát đã bắt được hung thủ và ngôi nhà đã được trao trả về cho một người bà con xa của dòng họ này. Đến tháng 3 năm 2020, Jimmy và chồng đã chính thức mua lại nơi này và dọn về đây sinh sống. Tuy nhiên, sau 2 tháng ở đây, những điều kỳ bí bắt đầu xuất hiện.
yours, then... Okay. Okay, can you stop? Oh my... Okay, please stop! Những đồ vật trong nhà bắt đầu tự di chuyển nhiều hơn. Và đặc biệt sau cái đêm con gái của Jimmery bỗng nhiên đứng bất động trên giường đã làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Kể từ đêm đó, Jimmery bắt đầu quay lại mọi thứ mỗi khi cô di chuyển trong nhà. Last two nights have been f***ing awful. I'm gonna just update you guys really quickly. I'm in the barn house right now. I'm here alone. I'm hearing shit constantly. Last night I f***ing watched like a bald man walk out of the f***ing pond. I'll show you where it is. It was f***ing insane. That's what I keep hearing. And I'm home alone. Hello? Can you stop? Out! Oh my god, that's creepy. This call kid scared the shit out of me. You're here with me, like, whatsoever. Hello? Like, I don't know. And my reflection's creeping me out. Jesus Christ! Jesus Christ! You guys saw that, right? I'm not bugging. Like, here's my reflection. That's just my hair, okay. Guys, I wanted to show you the pond, but please tell me you see that. There's something. It looks like the old man is coming out, I swear to f***ing God, what the f*** is that? Jesus, and there's a light on in the f***ing goddamn garage. This is so f***ing creepy. Oh my god, Biggs, it's okay. It's okay, holy s***. What the f***, honestly? Okay, sau tất cả những gì đã diễn ra trong ngôi nhà mới này đã thực sự làm cho Jimmery cảm thấy sợ hãi tột độ đến nỗi cô đã gọi điện cho chồng và cả gia đình quyết định dọn đến nơi khác vào ngày hôm sau. Cho đến bây giờ, khi nghĩ về ngôi nhà đó, Jimmery vẫn cảm thấy sợ hãi và nổi da gà. Cô ta cho rằng có thể linh hồn của chủ cũ vẫn còn quanh quẩn ở đó và họ không muốn người khác đến ở nhà của họ. Đoạn phim này là một YouTuber có tên là Lila quay lại và đăng tải lên tài khoản YouTube của cô ta. Theo như cô ta chia sẻ thì đoạn phim này đơn thuần chỉ là một cuộc trò chuyện giữa cô và những người bạn xoay quanh về những hiện tượng tâm linh mà họ đã vô tình gặp phải trong quá khứ. Chúng ta có thể thấy bối cảnh lúc này đã là khá khuya và họ đang ngồi trong phòng của mình để nói về những vấn đề ma quái. Trong cuộc trò chuyện này, một điều đáng sợ đã xảy ra. Cụ thể là họ đã nghe thấy những tiếng động kỳ lạ phát ra từ chỗ của Terry. Sau đó cuộc trò chuyện chính thức trở thành một đề tài mới. Khi họ cảm nhận được sự kỳ lạ của Terry, họ bắt đầu tập trung vào cô ấy và cuối cùng điều đáng sợ cũng bắt đầu dần lộ diện. Someone's got whispering. I just heard it. Yeah, Kanga's hearing it from Terry's end, I think. Yeah. Hear that? And you're not touching anything, are you, Terry? Like, no. In and out. But you're coming in and out. No, nothing. Trying to focus. See if any of the dots behind her are moving. Yeah, I've been focusing on that, but she, like, yeah. Terry keeps going, like, trying to focus, like,
Let's put her up for a second. Put her up on the big screen. Thank you. Just so we can see your dots on that for a second. So you can't see anything. I got your off light. Oh, that's better. Now you can see. You got one on your nose. Dot on your nose. Hold on. Oh, that's there. Good. Okay. Everything's good. And now that's in your mouth. What? Hey, when you make your head, the one from your nose in your mouth. Từ phía sau Terry, những ngón tay bí ẩn xuất hiện ở phía bên phải vai của cô và tất cả những người tham gia đều thấy rất rõ những ngón tay ấy. Cuối cùng, họ đã quyết định xem lại đoạn phim ghi hình và cắt ngay phần đoạn chỗ những ngón tay xuất hiện. Behind. That's what I just looked at. Did you see that? It's over your shoulder. You, like, fingers go like this. Yeah, over your shoulder. You what? Have like fingers sticking up fingers behind your shoulder. Like behind, what do you mean? No, behind these you. Are my hands. What no, you? It's behind you. It went I like this. Swear to God. You no. Wait till we watch. You wait till we watch this back. You just wait a minute. I turn on the light. You're freaking out. The other way. You guys just said a hungry valley. Turn the other way. Turn your head the other way. It was what? Like behind your shoulder. Went like that. Fingers. I saw it. So did I. Ready? There. What look. The hell? Oh, oh, look at it. What the hell is that? I'm going to play it again. Hang on. That's so freaking creepy. Oh at my it. Gosh. That's not even cool. I don't know. It's like a spider or something, doesn't ready? It? Look what at is that? What the hell? Sau đó Terry mới thực sự hoảng sợ và nói rằng căn nhà này vừa được cô mua lại hồi 3 tuần trước. Cô ta cũng đã cảm nhận được có điều gì đó bất ổn ở đây, nhưng không biết đó là gì. Và đoạn phim này đã giúp cô phát hiện ra điều kinh khủng đó. Đoạn phim này được người dùng TikTok ở Hoa Kỳ chia sẻ lên tài khoản của cô ta. Được biết cô gái này có tên là Manila. Cô và chồng cùng đứa em gái đã dọn về một ngôi nhà vừa mua lại ở khu vực ngoại ô thành phố bang Nevada hơn một tháng qua. Những ngày đầu mọi thứ rất bình thường, cuộc sống sinh hoạt có vẻ rất tốt và bản thân Manila cũng rất hài lòng với cuộc sống này. Nhưng không lâu sau đó, Manila vô tình phát hiện thấy những hiện tượng kỳ lạ mà cô cho là khó hiểu. Cụ thể là những đồ vật bị rơi tứ tung trên mặt đất. Mặc dù cô nhớ rằng cô đã để chúng rất cẩn thận ở một vị trí cố định nào đó. Không những vậy, những tiếng động kỳ lạ phát ra vào lúc nửa đêm khiến cô không thể nào ngủ được. Từ lúc đó, Manila cũng bắt đầu rơi vào những giấc mộng mị rất đáng sợ. Cô kể rằng trong mơ, cô thường gặp một người phụ nữ kỳ quặc. Bà ta luôn ngồi ở một góc nhà rồi bắt đầu khóc nức nở. Thế vậy nên Manila muốn đến hỏi thăm, nhưng khi đến gần, bà ta lại hiện ra một khuôn mặt đầy máu khiến Manila hoảng sợ thức giấc. Sự việc này lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Và đây là ngày mà Manila cùng chồng của cô ta đã phát hiện ra một sự thật đáng sợ đã và đang hiện hữu trong nhà cô bấy lâu nay. Một hình bóng bí ẩn rất giống với người phụ nữ mà cô đã gặp trong mơ xuất hiện ở chỗ cầu thang. Nhưng mà ta đã biến mất chỉ vài giây sau đó. Manila đã đem chuyện cô nằm mơ kể hết cho chồng của cô. Họ bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nhưng cuối cùng họ quyết định tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện trước khi dọn đi. Theo một số tư liệu cũ được quay lại khi họ dọn đến đây, thì họ đã vô tình tìm thấy một đoạn phim ma quái. Đây là đoạn phim được quay lại khi hai vợ chồng bắt đầu mở cửa đi vào ngôi nhà cách đây hơn một tháng trước. Sau khi xem lại đoạn phim này, họ bắt đầu cảm thấy lạnh tóc gáy vì biết được một điều khủng khiếp rằng bà ta không, phải nói đúng hơn là con quỷ, nó đã cư ngụ ở đây và rất may cho hai vợ chồng Manila đã phát hiện ra điều này. Nếu ở đây lâu hơn nữa, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ. Đây cũng là đoạn phim tương tự về việc dọn đến một nơi ở khác sinh sống. Theo đó, đoạn phim này được một YouTuber người Mỹ quay lại
tại một ngôi nhà ở miền quê bang Michigan. Được biết ngôi nhà này trước đây từng thuộc về gia đình Vanagat, nhưng không hiểu tại sao từ giai đoạn năm 1984 đến năm 2015 nó lại bị bỏ hoang và gia đình của anh chàng Peter Bay đã mua lại ngôi nhà này thông qua một sàn giao dịch bất động sản, nên anh ta không hề nắm rõ về nguồn gốc của nơi này. Và đây là những gì đã diễn ra sau 2 tháng khi anh ta dọn đến đây sinh sống. Nhờ âm thanh của chiếc xe đẩy đồ chơi vang lên trong đêm khiến cho Peter cảm thấy kỳ lạ, nên anh ta đã quyết định đi kiểm tra xung quanh khắp nhà. Cứ tưởng là đứa em trai gây ra nên anh ta đã đi đến phòng của nó để kiểm tra. Tuy nhiên Peter sực nhớ rằng nó đã không ở nhà từ tối hôm qua. Peter tiếp tục kiểm tra khắp nơi nhưng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Khi định quay về giường tiếp tục ngủ thì bóng đèn nơi nhà bếp bỗng nhiên tự đung đưa. Chính điều này đã khiến cho Peter sảng hồn chạy nhanh lên phòng. Sáng hôm sau, Peter lấy ra một camera quay xuyên đêm là Xbox Kinect nhằm quay lại những gì đã diễn ra trong nhà khi mọi thứ chìm trong bóng tối. Và cũng chính trong khoảng thời gian thử các chế độ của máy quay Xbox này, Peter đã vô tình phát hiện thấy một hiện tượng tâm linh đáng sợ đang tồn tại trong nhà của anh. Hey you guys, I just wanted to show you guys a pretty quick feature of the Xbox One and its Kinect. It actually has a pretty cool night vision that I just found today. If you guys already know it has night vision, then I'm gonna show the people who don't know. So right now, it's completely dark in this house right now. All you can basically see is my Xbox One controller. Now I'm gonna switch on the night vision for you guys. As you can see, it lights up the whole room. It's actually a pretty cool feature. I don't know if they have an app for this or whatnot, but they also have this version of the camera. I don't know what it is. I think it's either infrared or something like that. And then back to dark. As you can see, all you can see is my Xbox controller. And then back to night vision. It's actually, you know, pretty cool feature for the Xbox Kinect that I haven't really heard of until now. Maybe they have an app for it or something like that. But yeah, thanks for watching. Từ góc phải màn hình ở phía nhà bếp, camera Xbox đã vô tình quay được một bóng đen xuất hiện khi Peter tắt hết đèn và dĩ nhiên căn phòng lúc này hoàn toàn tối thui, không thấy gì cả. Tuy nhiên với chế độ quay xuyên đêm của máy camera Xbox đã quay được một khoảnh khắc đáng sợ. Một bóng đen bí ẩn xuất hiện trong giây lát rồi bò lên trần nhà, nơi đó chính là phòng của Peter. Tuy nhiên những điều đáng sợ nhất bắt đầu xảy ra sau khoảng thời gian này. Nhiều đêm Peter luôn gặp những giấc mộng kỳ lạ, rồi đến những âm thanh vang lên vào lúc nửa đêm. Có nhiều lúc Peter trằn trọc suốt đêm không thể ngủ được. Ngày qua ngày như thế, anh ta dần trở nên kiệt sức. Và đây là đoạn phim được máy camera Xbox đặt trong phòng của Peter quay lại hơn một tuần sau đó.
Theo đó, chúng ta có thể thấy Peter đã bị kéo chân và nhấc bổng lên không trung. Sau khi vùng vẫy dữ dội, nó đã thả anh ta ra. Sau sự việc này, Peter đã quyết định dọn nhà đến nơi khác sinh sống ngay lập tức.